Thưa quý vị, Điện lực Cờ Đỏ vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ và hai trường trung học cơ sở Trung Hưng và Trung Thạnh tổ chức buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong trường học. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tìm hiểu kỹ hơn về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua hỏi đáp về kiến thức sử dụng điện một cách gần gũi. Qua đó giúp cho các em học sinh hiểu được kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Như tại trường học, giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt, tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, tạo sự thoáng mát trong lành của môi trường lớp học, trường học, chỉ mở đèn quạt khi thấy thật sự cần thiết. Tại gia đình, cần tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo khuyến cáo của Bộ Công Thương.